Vâng, trước mắt các bác và toàn thể anh em điện tử Tám Hoa đang test một cặp loa bãi Mỹ JBL. Cặp loa này có mã là MR938. Đây là một dòng loa được thiết kế tới 3 đường tiếng, một chiếc bát 50, một chung có đường kính 25cm và một mít ép kèn. Đấy, bát này được sở hữu một chiếc từ 19 côn 76 anh em nhé. Đấy. Và cặp loa này bên em bao đẹp, bao zin cho các bác và anh em. Và bên em đang chào bán với giá là 33 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ JBL được sản xuất tại Mỹ. Rất là chất. Vâng, đây là một cặp loa bên em tuyển chọn là rất là đẹp, không một vết sứt sẹo nào. Đấy, đẹp xuất sắc. Vâng, cặp loa JBL MR938 bên em đang chào bán với giá là 33 triệu đồng. Các bác và anh em có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại là 0974637646 và 0918249265. Và chất âm của cặp loa Mỹ rất là chi tiết và sạch sẽ. Đời em trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sao.